Khách hàng đang tìm nhà gần với lại Hoài Đức, gần đại lộ Thăng Long, thuận tiện cho quý vị đi lại thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. Nói xin trân trọng kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà 5 tầng thiết kế vô cùng hiện đại, gác lửng ô tô vào tận cửa và cách có 20m là ra tới đường ô tô tránh nhau, với vị trí căn nhà thuộc Phú Vinh, An Khánh, Hoài Đức. Căn nhà này thì có cụm nhà này có 2 căn, đã bán một và chỉ còn một căn thôi. Thưa quý vị, đi lại thuận tiện ở đâu ạ? Đi lại thuận tiện ở Mỹ Đình, Cầu Giấy, gần với đại lộ Thăng Long, gần với Tây Mỗ, gần với Đại Mỗ, gần Vinhome Smart City, quá là tiện ích. Với cái căn nhà này thì nằm ở trong khu dân cư đông đúc, rất là đông luôn thưa quý vị. Mời quý theo em vào khám phá cụ thể ngôi nhà với căn nhà vừa mới hoàn thiện xong hết. Và Ngọc Ánh đến quay luôn, còn thơm nguyên mùi sơn mà đã bán một căn rồi thưa quý vị. Tầng 1 thiết kế không gian cho quý vị đã để xe, phòng bếp mọi người nha. Với tầng 1 của ngôi nhà chỉ thiết kế công năng sử dụng như vậy thôi. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà, với phần tủ bếp thiết kế đầy đủ chỉn chu cho quý vị. Về trần thạch cao, căn nhà này thì hoàn thiện xong hết rồi. Theo đúng như hiện trạng là quý vị chỉ việc dọn đồ về ở ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Giá bán hơn 3 tỷ và giá bán cụ thể em sẽ để ở dưới phần mô tả, phần bình luận nha mọi người. Hệ thống trần thạch cao, đây là phần phòng bếp, có cửa thông thoáng ra phía mặt đằng sau. Hướng nhà là hướng đông nam, rất là thoáng mát. Tủ bếp hoàn thiện xong hết, chỉn chu đầy đủ. Về tủ gỗ MDF chống cong vênh, tủ gỗ lõi xanh mọi người nha. Rồi là chậu rửa, vòi rửa chất liệu inox 304, xong hết cho quý vị. Mặt bếp ốp đá granite, phụ kiện bếp lắp đặt xong hết rồi. Đây, đúng như hiện trạng, về ở được ngay, gần với lại khu đất dịch vụ Hoài Đức, gần khu tái định cư, gần với chung cư Thăng Long Victory. Nói chung đi lại rất thuận tiện. Và tính từ vị trí ngôi nhà này, cách với cầu vượt An Khánh khoảng tầm 300m mọi người nhá, rất là thuận tiện ạ. Hoàn thiện cơ bản xong hết. Phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Và tầng 1 của ngôi nhà thì chỉ thiết kế mỗi phần để xe, phòng bếp thôi. Một phòng vệ sinh sử dụng công năng ở phía dưới tầng 1. Đi lại thuận tiện, ô tô vào tận cửa. Và cách với lại trục chính, cách với cầu vượt có 300m, đi lại rất là ok. Xung quanh chợ, trường, phường, trạm đầy đủ, tiện ích chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2 chỉn chu. Toàn bộ hệ thống tay vịn của trụ cầu thang thiết kế công năng cho quý vị là gỗ lim mọi người ạ. Và với cái căn nhà này thì thiết kế, đây quý vị có thể nhìn thực tế không gian ở phần tầng 1, thiết kế gác lửng vô cùng thoáng, hiện đại cực kỳ luôn. Và trên phía tầng 2 mới là phòng khách. Mời mọi người theo em lên khám phá tầng 2 của ngôi nhà. Và Ngọc Anh đang đứng ở phần tầng 2 của ngôi nhà. Đây mọi người ạ. Với phần gác lửng, chủ nhà thiết kế một ô thoáng, một cái cửa sổ vô cùng rộng, thoáng đón ánh sáng cũng như không khí vào trong phần tầng 1 và tầng 2. Đồng thời ở phần đây thì chủ nhà thiết kế cho quý vị cũng là trần thạch cao, một chiếc đèn chùm trang trí rất là đẹp. Và đây là phần không gian phòng khách của ngôi nhà. Với phần phòng khách, chủ nhà thiết kế đầy đủ hết về không gian phòng khách này, cũng như kệ tivi và trang trí decor, quạt này, hệ thống trần thạch cao này, sàn gỗ ở phía dưới chân Ngọc Ánh. Và tất nhiên ở phần phòng khách vẫn có cửa sổ thông thoáng cho quý vị. Nói chung là vị trí tiện ích giao thông đi lại với vị trí ngôi nhà này rất là thuận tiện, diện tích rộng, thiết kế hợp lý. Ngăn cách giữa phần cầu thang, phần phòng khách thì chủ nhà có thiết kế cho mình một vách gỗ CNC, đồng thời có một tủ kệ nho nhỏ để ở phía dưới, tận dụng không gian phòng trong ngôi nhà. Quan trọng nhất là vị trí đi lại, còn chất lượng xây dựng cũng như là thiết kế công năng pháp lý thì lúc nào Ngọc Ánh cũng chia sẻ trên tất cả các video mà em quay gửi tới cho quý vị. 100% sổ sách chuẩn chỉnh, pháp lý rõ ràng và căn nhà nào cũng có hỗ trợ vay vốn ngân hàng, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm về cái phần mặt pháp lý, bởi vì bên ngân hàng là bên định giá thứ ba, người ta định giá tài sản cũng như là mới nhà không có tranh chấp, không nằm trong quy hoạch thì mới hỗ trợ cho quý vị vay, đúng không? Mời quý theo em lên tiếp theo các tầng phía trên của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị, hai phòng ngủ trước và sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên, có ban công mở nhỏ nhắn hướng ra phía bên mặt ngõ, tương đối là thoáng mọi người ạ. Rồi hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, lắp đặt xong hết. Tất cả các phòng ngủ đều được thiết kế sàn gỗ, hệ thống trần thạch cao đầy đủ.
Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Với mỗi một cái căn phòng này thì chia cầu thang này, chia phòng vệ sinh thì phòng ngủ được khoảng tầm 10 mét mọi người nhá. Phòng ngủ phía mặt trong. Trên phía tầng 3 là thiết kế hai phòng ngủ rồi, thoáng trước, thoáng sau. Có cửa sổ thông thoáng ở tất cả đều để sẵn ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa. Cửa thông phòng thiết kế 100% là cửa gỗ. Phòng vệ sinh đặt ở giữa để sử dụng cho hai phòng ngủ hai bên. Thì đây là phần phòng vệ sinh, đầy đủ về hệ thống sen cây tắm, bồn cầu, lavabo, cũng như là hệ thống để dây chờ mình nóng lạnh, quạt hút mùi. Trong phòng vệ sinh này thì chủ nhà ốp mà gạch lên gần tới trần rất là sạch. Và cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Mời mọi người theo em tiếp theo lên khám phá tầng 4 của ngôi nhà nhé. Và ngoài anh đang đi từ phía tầng 3 lên tầng 4, có một cái chiếc cửa sổ thoáng ở đây. Và tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế công năng sử dụng cho quý vị giống như là tầng 3. Hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Nó chỉ có một cái điểm khác biệt duy nhất giữa tầng 3 và tầng 4. Đó là trên tầng 3 thì thiết kế sàn gỗ, còn tầng 4 thì chủ nhà lát gạch. Cửa sổ ở trên phía tầng 4 thì nó nhỉnh hơn tầng 3 rất là nhiều mọi người ạ. Cửa sổ thông thoáng hẳn luôn. Với vị trí ngôi nhà này không gần đình chùa miếu mạ, không lỗ phong thủy cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Phòng vệ sinh tầng 4 sử dụng cho quý vị công năng theo từng tầng, đầy đủ thiết bị vệ sinh, bồn cầu, lavabo. Còn đây là phần phòng ngủ phía bên ngoài, thông thoáng, nằm ở trong khu dân cư đông đúc, gần cũng tương đối nhiều tòa chung cư mọi người ạ. Gương mách này, rồi là ở bên Thăng Long Victoria. Nói chung là tiện lợi, đi lại gần với lại cầu vượt An Khánh, gần với trục đường 70, Đại Mỗ, Tây Mỗ, xung quanh tiện ích đầy đủ. Và mời quý vị theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và đây là tầng cuối cùng của ngôi nhà. Với tầng cuối cùng của ngôi nhà, thiết kế công năng sử dụng cho quý vị một ô giếng trời để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Trên tầng 5 của ngôi nhà thiết kế một phòng riêng để làm phòng thờ hoặc là phòng làm việc. Cái này thì tùy mục đích công năng sử dụng của quý vị. Còn như em đã quay và review, tầng 2, tầng 3 là mỗi tầng 2 phòng ngủ rồi. Tầng 3, tầng 4, còn tầng 2 là phần phòng khách riêng. Tầng 1 thì để xe và phòng bếp. Đây là khu vực để máy giặt riêng cho ngôi nhà quý vị nhé. Này, và phần còn lại là sân phơi, rất là thoáng mát. Và mọi người có thể nhìn xung quanh, đi lại, dân cư, chung cư, thuận tiện. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, chi tiết cụ thể vui lòng liên hệ trực tiếp Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.